Hello, xin chào mọi người. Hôm nay làm vì đam mê HV lại quay trở lại. Hôm nay làm vì đam mê công việc của làm vì đam mê hôm nay là đi đánh các cái cây xoan mọi người. Có một ông anh ông ấy mua đồ chục cây xoan to ấy. Gọi máy mình đi đào để cho mấy anh em ấy cắt và mình cẩu lên ô tô cho mấy anh em ấy. Mọi người cùng theo dõi mình đi đào ngả cây và cẩu cây lên xe mọi người. Mọi người xem thấy thích thì hãy cho tôi một like, một chia sẻ và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ làm vì đam mê HV nhé. Đào gốc cây này mình cũng không thể vội được mọi người. Với cây xoan này ta mua mấy triệu bạc ấy, nên ra là mình cứ phải cào từ từ để làm sao nó cào xa gốc một tí, không nhỡ vào cái rễ to nó lại xé gốc ra, nó lại hỏng gỗ của mấy anh em thì cũng khó ăn khó nói. Nhưng mà tôi đào hết xung quanh xong rồi tôi mới du đổ cây mọi người ạ. Thì cây này vài triệu một cây, nên ra là mình gốc cứ phải cẩn thận mọi người. Mọi người xem thông cảm nhé, vì tiếng máy em vì tiếng cái cưa máy của anh em cắt nghe rất là to, âm ra là hơi ồn, mọi người xem thông cảm nhé. Anh em mua gỗ xoan này là muốn đào cả gốc để làm cột nhà sàn đấy mọi người. Lâm phải đào cả gốc để anh em cắt ở dưới gốc, cả lấy cả gốc để làm sao lúc cắt ấy, để xong mà nó khô nó không bị lứt gỗ mọi người, không bị lứt cột. Đấy là nguyên nhân vì sao mà anh em mua gỗ xoan này muốn đào cả gốc lên. Người ta dùng cả gốc mọi người để cho nó không bị lứt cột đấy mọi người.
anh em ở dưới cứ sợ mình ru đổ cây vào dây điện với lại xuống bãi chè mọi người, bãi chè của nhà người khác, dây điện này dây điện của xóm, cho nên là anh em lo lắng. Thế là một cây đã ru đủ an toàn mọi người ạ. Ru cây này không phải là chuyện dễ đâu mọi người, đằng thì vướng dây điện, đằng thì vướng bãi chè, thế máy đứng lại không có thế. Ở dưới kia, ở dưới mà muốn mà đứng song song với cây thì nó này ở dưới chỗ bãi chè nó lại hững mọi người, không bằng để máy đứng được, mà còn phải vướng dây điện nữa, thế mới khó. Ở dưới nó là đường bê tông, người ta đổ có 1 mét thôi để người ta đi xe máy lại thôi mọi người, máy đi qua máy không lọt, đâm ra là máy không đứng dưới được để mà đốn, mà đứng ở dưới nó lại vướng dây điện nữa, không luồn tay gầu để vào ru được mọi người ạ. Giờ tôi đang xỉa gầu để cho cái đất ở gốc cây nó rơi bớt ra tí cho mấy anh em đào đỡ vất mọi người, không đào hết cái đất này đi xong rồi cắt rễ thì lâu vất, nên tôi cứ đào được cây nào mà tôi xỉa cho nó rơi hết đất, rơi được gần nào thì rơi, còn không thì anh em đào bằng xẻ beng. Đấy, công việc của tôi hôm nay là chỉ có thế thôi, đào không để anh em cắt xong rồi là cẩu lên xe. Các bác thấy tôi hôm nay công việc thế nào, nhàn hay là vất hả các bác? Các bác hãy comment ở dưới nhé. Các bác thấy thích thì hãy cho tôi một like, một chia sẻ. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ Làm Vì Đam Mê HV nhé mọi người. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Đây, lúc nãy đào gốc cây đổ đất lên, bây giờ lại san xuống để cho nó bằng, lại giả lại mặt bằng mọi người. Đấy, công việc của tôi là cứ đào lên và lại lấp xuống mọi người ạ. Giờ tôi cẩu cây lên cho anh em, cẩu cây anh em cắt rồi cẩu lên xe cho mấy anh em.
Nói chung cẩu cây này anh em ấy móc dây chưa có kinh nghiệm, chưa biết cách móc mọi người. Đâm ra là cứ móc lệch cây này, đâm ra là múc cẩu lên nó vừa khó vừa lâu. Đúng ra là móc nó vào giữa ấy, chỉ để nó hơi lệch một tí thôi thì là mình cẩu lên đưa phát nào được luôn phát đấy. Nhưng mà anh em này nói đúng ra là cũng ít khi đi cọc cây thế này, cũng phải là người chuyên nghiệp, đâm ra là chỉ biết là móc vào để cẩu lên được thôi, còn chưa tính được móc thế nào cho nó nhanh, cho nó gọn. Cho dài nó ra, dài dây ra, cẩu với ra, ngắn lên nó gồng quá đâu đứt mẹ dây giờ. Thôi đứt cáp mất rồi, thế là hết cái cẩu rồi. Cây này nó to, nó nặng, đâm ra là cái dây cáp bé quá không chịu được mọi người ạ. À, bây giờ có khi là phải lấy cái dây thừng dài kia kìa, và một đoạn thừng dài nữa mà hơn. Đứt cáp mọi người ạ. À, dây cáp bé tí này. Có mấy cái cây xoan to này, lúc tôi đánh này tôi chưa kịp quay để cho các bác xem. Mình quay được cây bé, còn cây to là không quay được. Mấy cây to mấy anh em bảo là thôi để các mấy anh em đào xong cắt sâu, chuyển sâu mọi người ạ. To không có cáp cậu.
Em ơi, ngoắc cái thấp thôi, đéo phải góc cao đâu, cao đéo xuống được. Cây mọi người.
Những cái đường này. Em mới bảo tôi là đào cào cái gốc cây lên trên đường để mai em mới đào để em mới cắt rễ mọi người ạ. Thế là công việc của tôi được ngày hôm nay đến đây là sắp xong rồi mọi người. Mọi người thấy thích thì hãy cho tôi một like, một chia sẻ nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ Làm Vì Đam Mê HV nhé mọi người. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Tôi cẩu lốt mấy khúc gỗ lên xe cho anh em là xong mọi người ạ. Xe nó lùi chưa được, tôi phải bóp quay để cho xe nó lùi thêm một tí nữa cho nó tới mọi người. Và lúc nào được thì mình bóp còi tít một tiếng dài là xe nó sẽ phanh. Đấy là cách mình chỉ đạo xe nó lùi vào sao theo ý của mình mọi người. Hay nói một cách khác là điều khiển xe mọi người ạ.